Xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì à, buổi chiều em về được à, những cái con bò như cái chữa đồ với mẹ con bò cái cách man đẹp nha anh chị. Thì em sẽ quay cái con bò mẹ trước nha. Con bò mẹ cách ma này á, thì sáng mặt á, thì nó nằm cao nha anh chị, nó nằm trên ót nha. Sáng lưng á, thì nó đóng nghiêm chỉnh. Qua á, thì nó qua đen nha anh chị. Còn rúng á, thì rúng kiểu nha, rúng chèn bốn nhú đều và giò cẳng thì bò này chăn cẳng á, thì à, nó hoàn thiện hết nha anh chị thì bốn cái dàn chân con bò này á, thì bốn chân á, thì nó đều đóng là kiền khú đen nha là cái phần ớt ở dưới á, là nó có chân đen gì da đen nha là kiền khú đen á móng á, thì nó đều là móng sò mặt mày á, thì con bò này á, thì nó thuộc về đầu dồ nha cái dòng cách man anh chị nhìn cũng biết rồi ha con bò này á, thì nó là dòng cách man loại tay nhỏ nha anh chị ha đầu dồ đó cổ ngắn nha anh chị bò này á, thì nó cao tàn nha cái dòng này thì nó được cái là nó cao tàn nó đẻ con rồi rất là mát sữa nha anh chị con bò mẹ này á, thì em đo ngay xé lưng á thì nó cao là 1m3 bò nha, không lan giá nha anh chị. Thước ba bò là đo ngay sái xé lưng của nó nha. Con bò này á, thì nó có tàn sát nha anh chị. Đó đòn thì dài ha. Hiện tại á, thì cái con bò mẹ man này á, thì nó đang công con là con bò cái ha. Ú luôn anh chị rất là mời luôn nha. Mới đẻ hai con nha. Bò mẹ này á, thì răng cỏ thì nó bẻ được ba đôi rồi nha anh chị, rớt ba đôi răng nha con bò mẹ này thì em cũng có hỏi thăm thì chủ nhà vườn á, thì chủ nói là có phối rồi nha anh chị chủ phối lại được một tháng 14 ngày ha phối lại là tinh ba bê nha anh chị về anh chị nuôi á, thì mình canh theo dõi thêm giúp em nha bây giờ thì em sẽ sang em quay cho anh chị mình cái con bò con nói nha đây là cái con bò con nói anh chị mặc u liêu nha con bò này á, thì nó đẹp cực kỳ nha anh chị nó như là con bò đực ha mà nó làm bò cái anh chị có giá trị lắm nha anh chị con bò này á, thì à, à, nó gần 5 tháng nha anh chị nó cao là một mét lẻ bốn bò nha bò này nó có cái gu bậc đẹp nha anh chị bò này sau này chị nuôi lớn để giống đẹp lắm nha đó nó nhớ nó, nó mời nó như ba bơ nha anh chị đầu trội đồ nha đi mẹ nó anh chị xá tích thì nghiêm chỉnh nha bò này á, thì lông da đỏ rất là đậm nha anh chị cái màu bánh mì khác rất là đậm nha màu rất là quýp luôn anh chị bò này á, thì theo em thấy là nó có điểm mi nha bò này nó có điểm mi nằm bên bên phải nha anh chị điểm mi nhỏ nha đó anh chị mình thấy cái điểm mi trắng trắng không nó nằm ngay miếng mắt đó anh chị là nó là cái điểm mi của con bò nha đó bò này á, thì vàng bọng thì chủ nhà á, thì chủ giường thì người ta có sỏ rồi nha anh chị đó còn chiều cao nói nó là một m lẻ bốn ha gần 5 tháng anh chị mập u leo à nó như màu bơ nha anh chị bò nhìn rất là đẹp nha anh chị thì mẹ con này á, thì em sẽ báo giá cho anh chị mình là 24 triệu năm trăm bao ship cho anh chị mình 50 cây luôn nha 24 triệu 500 nha vậy chị Bao xếp cho cả nhà mình là 50 cây Thì cô chú anh chị mình ưng cảm thấy thích cái bộ mẹ con cách mang tay nhỏ mặt u liều này Thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho em ha Để mình chốt được bò này nha Còn bên đây á, là con bò cái kem trắng chữa nha Bò này mặt mày đầu trụ nha vậy chị Sái mặt sái lưng á, thì nghiêm chỉnh nha Bò này á, thì rúng á, thì nó có rúng nha vậy chị Rú á, thì đủ bốn vú đều nha anh chị Rú dài luôn nha anh chị Dò cẳng á, thì cái con bò này á, thì xương cộm nha Tại vì cái dòng bò giống á, là bò kem á Cái dòng này á, thì đa số á, thì à, 10 con á, thì đã có 8 con là xương thế này rồi nha anh chị Đó tại vì gốc con bò mẹ trước nó tốt nha Nó đẻ con xương lớn nha anh chị Cái con bò giống bò kem chữa này á Thì dò cẳng là xương cọm chân cẳng của nó là chân móng sò nha anh chị Con bò này á, thì nó cao là 1m28 bò nha Rất là lớn con nha anh chị Đòn dài ha Lưng thẳng nha anh chị Đó, qua cũng to lớn nha bò này thì em đã kiểm tra rồi nha mọi thứ là nghiêm chỉnh hết bò này thì đẻ hai con rồi nha anh chị đã đẻ hai con và đang bầu lại lứa ba nha chữa thì bò này thì khi về thì em cũng đã khám rồi nha anh chị chữa là em bao chữa cho anh chị mình chắc ăn nha bò này thì anh chị mình mua về nuôi rồi rất là ok luôn nha anh chị chữa lại ba bơi nha anh chị chữa lại được 5 tháng nha bao đẻ ba bơi nha bao chữa bao khám bao lòi cho anh chị mình nha hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha anh chị Bò này thì lớn con đòn dài sắt lớn nha Thì giá cái con bò này thì em bán cho chị mình là 19 triệu nha Đó 19 triệu cho cái con bò cái kem trắng chữa sắt lớn này nha anh chị Bò rất là đòn dài nha Rất là lớn con nha anh chị xương cộm nha Đó chỉ có 19 triệu à Bây giờ em xem cái con bò siêu nha Bò siêu này đầu trụi luôn nha anh chị Hai sáng mặt nha một xíu lưng nha Bò này thì nói chung là nó cái dòng anh gớt mỏ đỏ nha anh chị Siêu đỏ nha bò này á thì nó không có thua kém gì bò kem nha con bò này á thì nó hơi bị ngon nha anh chị bò hiệu nha bò này á thì à, à, da thì da đỏ nha anh chị dò cẳng đồ hoàn thiện á. nó cũng chân lớn luôn nha anh chị súng chèn nha đầu trụi, đó mỏi son qua son hết nha anh chị bò này á thì à, em hỏi thăm á, thì chủ nhà người ta nuôi á, là người ta phối hay không nha anh chị bò này bây giờ thì phối không nha Bò này thì chủ nhà phối lại ba bơ nha anh chị Phối là được uh, chữa nay được hơn 4 tháng nha Bò này thì em cũng khám rồi hết rồi nha anh chị Bao chữa bao khám nha vậy chị Bò tơ này là nó chưa bẻ răng nha Con này là chưa bẻ răng nha anh chị Răng cỏ kích rạch nha chưa bẻ răng nha Đó không có gãi sức gãy mớp cây nào hết Nói chung là hoàn thiện hết Bảo hành tật lỗi cho anh chị mình nha Đó sái lưng sái mặt đồ đầy đủ hết thì con bò này thì em bán cho anh chị mình giá là 21 triệu ha, bao ship cho anh chị mình 50 cây nha bò siêu này á, thì nó cao là 1 m sáu bò nha anh chị đo ngay xứ lưng của cái con bò à, siêu đỏ này nha anh chị bò này á, thì nó là dòng anh màu mỏ đỏ nha bò siêu nha anh chị cực kỳ mát sữa sau này nha giống cực kỳ tốt nha anh chị chưa có bẻ răng nha bò này răng cỏ kết gạch như em nói nha anh chị ha đó về giao tháo anh chị mình cứ giặt răng kiểm tra không có gãi mớp cái nào anh chị nó chưa có bẻ răng luôn nha anh chị giá chỉ có 21 triệu à đó thì cô chú anh chị mình quan tâm những cái con bò này á, thì cứ alo trực tiếp ngay cho em nha anh chị